câu lạc bộ Khánh Hòa đã quyết định thanh lý tiền đạo Douglas Ferreira do cầu thủ này không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Thay vào đó, đội bóng thành phố biển bổ sung chân sút người Angola là Muasir Kasama. Ở mùa giải 2022, cầu thủ cao 1m91 này chơi cho câu lạc bộ Mino Baia Mare ở giải hạng 2 của Romania. Anh ra sân tổng cộng 17 trận và có cho mình 3 bàn thắng. Với câu lạc bộ Công an Hà Nội, đội bóng này đã đón nhận thông tin tích cực về lực lượng khi tiền đạo Shumu có thể sẽ trở lại thi đấu ở trận gặp câu lạc bộ Viettel tại vòng 3 của V-League. Trước đó, chân sút người Congo bị dính chấn thương đầu gối và anh đã phải vắng mặt ở trận derby thủ đô với câu lạc bộ Hà Nội. Hiện Shumu vẫn đang là cầu thủ dẫn đầu trong danh sách vua phá lưới tại V-League 2023 cùng với Romário và Văn Quyết khi cả ba cùng có được 3 bàn thắng. Ở một diễn biến khác, trên trang cá nhân, cựu thủ môn đội tuyển Việt Nam là Trần Biểu Ngọc đã xác nhận chia tay câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa sau hơn 1 năm gắn bó. Theo nhiều nguồn tin, do dính chấn thương và không được đăng ký thi đấu ở giai đoạn 1 của V-League 2023, nên người gác đến sinh năm 1991 đã xin thanh lý sớm với đội bóng chủ quản. Nhiều khả năng, thủ môn Biểu Ngọc sẽ đấu quân trong một câu lạc bộ ở giải hạng nhất quốc gia.